Lưu Diệc Phi tiếp tục sở hữu câu thoại để đời trong câu chuyện Hoa Hồng. Theo danh sách được công bố mới đây, câu chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi là bộ phim được tìm kiếm nhiều nhất. Dù mới chỉ lên sóng từ ngày 8 tháng 6, những chủ đề được quan tâm xoay quanh bộ phim là diễn xuất và nhan sắc của Lưu Diệc Phi, tạo hình của Lưu Diệc Phi, những cảnh tình cảm của Lưu Diệc Phi và Bành Quán Anh. Câu chuyện Hoa Hồng xoay quanh cuộc đời nhân vật Hoàng Diệc Mai và những mối tình đi qua cuộc đời cô, từ năm 20 tuổi đến khi 40 tuổi, Trang Quốc Đống, Tình Đầu Khó Quên, Phổ Gia Minh, Tri Kỷ Khó Rời, Phương Hiệp Văn, Hôn Nhân Tiếc Núi và Hà Tây, Tuổi Trẻ Nồng Nhiệt. Trên trang Weibo chính thức, Tencent Video cũng công bố câu chuyện Hoa Hồng là bộ phim đô thị hiện đại hot nhất nửa đầu năm 2024 do nền tảng này đầu tư sản xuất và phát hành. Hiện tại, phim mới của Lưu Diệc Phi đã vượt 30.000 điểm nhiệt trên Tencent Video, lập kỷ lục là bộ phim truyền hình đô thị đạt cột mốc này nhanh nhất, và cũng là bộ phim thứ 5 trên nền tảng vượt mốc 30.000 điểm nhiệt trong năm 2024 sau Phồng Hoa, Giữ Phượng Hành, Thừa Hoang Ký và Khánh Dư Niên 2. Phim có giá trị thương mại cao khi vẫn đủ 10 quảng cáo mỗi tập, hứa hẹn đem về lợi nhuận không nhỏ cho nhà sản xuất cũng như đoàn phim. Mới đây, Lưu Diệc Phi lại có thêm một câu thoại hot cùng Hoàng Diệc Mai của câu chuyện Hoa Hồng. Từ giờ trở đi thế giới ngay trước mắt tôi chỉ hướng về nơi tôi muốn đi, hoàn toàn làm chủ chính mình. Nhiều người cho rằng, không chỉ nữ giới mà câu nói này đúng với mọi người, truyền cảm hứng tiến về phía trước, làm chủ cuộc đời. Hashtag Lưu Diệc Phi mỗi năm một câu thoại viral, leo hạng một bảng hot search mục giải trí của Weibo vào tối ngày 11 tháng 6. Ngoài lời thoại mới của năm nay, CNET nhắc lại hai câu thoại nổi bật ở hai tác phẩm trước mà Lưu Diệc Phi đóng chính. Vào năm 2022, nhân vật Triệu Phán Nhi trong Mộng Hoa Lục từng gây bão với câu nói "Đông Kinh này, đúng là phú quý mê lòng người". Năm 2023, hứa hồng đậu trong Đi Đến Nơi Có Gió, "Tôi à, chỉ muốn tìm một nơi không ai quen biết tôi, lặng lẽ làm một kẻ vô dụng". Không chỉ nhan sắc, tạo hình của Lưu Diệc Phi trong phim mới cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Hoàng Diệc Mai vốn là cô tiểu thư xinh đẹp, cuộc sống luôn thuận lợi từ bé cho tới khi trưởng thành, đi làm, bởi vậy cô luôn toát ra khí chất hơn người. Sở Kiều Truyện 2, lộ diện diễn viên sẽ thay thế Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Những ngày vừa qua, thông tin Sở Kiều Truyện 2 chuẩn bị khởi động, đang nhận được sự quan tâm hơn bao giờ hết từ khán giả. Song theo trang Sohu và nhiều trang báo khác tại Trung đưa tin, nam nữ chính Sở Kiều Truyện 2 sẽ không phải do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tiếp tục đảm nhận, mà được thay bởi diễn viên khác. Dựa trên nguồn tin tiết lộ, hai diễn viên được cho sẽ thay thế Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân ở phần 2 Sở Kiều Truyện đều là những gương mặt vô cùng trẻ, thậm chí có phần hơi kém tiếng, chỉ vừa nghe tên, dân tình đã chán nản lại càng tuyệt vọng hơn. Được biết, người được chọn vào vai nữ chính Sở Kiều là Hoàng Dương Điềm Điềm, tiểu hoa đáng 10X từng diễn Sở Kiều lúc nhỏ ở Sở Kiều Truyện mùa đầu, gần chục năm kể từ phim chiếu, Điềm Điềm giờ đây đã trưởng thành, rất ra dáng một đại mỹ nhân, gương mặt của cô cũng được nhận xét có nét giống Triệu Lệ Dĩnh. Trong khi đó, Vũ Văn Nguyệt của mùa 2 có khả năng sẽ do Ngô Tuấn Đình đảm nhận, nam diễn viên trẻ thời gian trước từng để lại dấu ấn trong bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường Thời Gian và Anh Vừa Hay Đúng Lúc. Tuy nhiên, Ngô Tuấn Đình trong tạo hình cổ trang hoàn toàn không được công chúng đánh giá cao, thẳng thắn cho rằng, vai diễn Vũ Văn Nguyệt là quá sức với anh. Hơn cả, Mộc Phim cũng cảm thấy cái bóng mà Triệu Lệ Dĩnh cùng Lâm Canh Tân để lại ở mùa 1 quá lớn, nên rất khó để Hoàng Dương Điềm Điềm hay Ngô Tuấn Đình vượt qua. Do đó, khi biết nhà sản xuất có ý định quay phần 2 và thay mới toàn bộ dàn diễn viên, dân tình đã một mực phản đối, còn khuyên nhà sản xuất không cần tốn công vô ích. Ngoài ra, còn có thông tin cho biết, mùa 2 không chỉ đổi mới diễn viên mà đội ngũ chế tác cũng sẽ được thay máu. Đạo diễn chịu trách nhiệm cho Sở Kiều Truyện theo đó sẽ là Lữ Hạo Cát Cát, một trong ba đạo diễn của Mặc Vũ Vân Giang, dự án cổ trang do Vương Tinh Việt và Ngô Cẩn Ngôn đóng, đang gây bão gần đây. Trương Lăng Hách chính thức công bố ảnh cưới, cô dâu trẻ đẹp hơn cả Bạch Lộc. Nhà sản xuất phim Độ Hoa Niên tung poster đôi, cảnh đại hôn của nam nữ chính, cô dâu chú rể Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch diện trang phục đỏ cực đẹp. Được biết, tính đến ngày 13 tháng 6, phim đã đạt 1 triệu lượt hẹn trước trên nền tảng Youku. Trong quá khứ, Trương Lăng Hách vốn được ghép đôi với Bạch Lộc, tuy nhiên lần này, khán giả lại quay xe đẩy thuyền anh với Triệu Kim Mạch, bởi phản ứng hóa học cực tốt mà cả hai tạo ra. So với Bạch Lộc, Triệu Kim Mạch được khen đẹp, tài năng không kém đàn chị. Từ khi bắt đầu khai máy, tác phẩm này đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Nhờ sự tham gia của hai gương mặt nổi tiếng là Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch, cả hai vốn nổi tiếng nhờ nhan sắc cực đỉnh. Thế nên dĩ nhiên những gì họ thể hiện trong suốt các cảnh quay,
không khiến người xem thất vọng. Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch, cặp đôi chính được xem là một trong những chìa khóa quan trọng để mở ra thành công cho dự án này. Không những thế, có người nhận xét, trong Triệu Kim Mạch có nét giống nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng Han Ga In. Trong Độ Hoa Niên, Triệu Kim Mạch đảm nhận vai trưởng công chúa Lý Dung của Triều Đại Hạ, nàng là cô gái mưu trí, dũng cảm, dám yêu dám hận, còn sở hữu tướng mạo xinh đẹp, khí chất cao quý. Không chỉ vậy, về nội dung phim cũng được netizen đánh giá rất cao. Phim cổ trang Độ Hoa Niên có nội dung cải biên từ tiểu thuyết Trưởng Công Chúa do Mạc Thư Bạch chắp bút. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh mối duyên phận dây dưa, một giấc mộng hai kiếp người giữa Trưởng Công Chúa Lý Dung của Triều Đại Hạ và Tể tướng đương triều Bùi Văn Tuyên. Bộ phim do Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch đóng chính, dự kiến chiếu trên nền tảng Youku, đang được rất nhiều khán giả mong đợi. Cảnh Điềm xuống sắc khó nhận ra. Ngày 11 tháng 6, Sohu đưa tin, Cảnh Điềm đang tham gia bộ phim cổ trang Tự Cẩm. Những hình ảnh hậu trường của cô bên cạnh đàn em kém 6 tuổi Trương Vãn Ý khiến khán giả lo ngại về nhan sắc của nữ diễn viên. Trên phim trường, Cảnh Điềm lộ thần sắc mệt mỏi, rệu rã, đặc biệt là hai mắt sưng to, gương mặt của nữ diễn viên phù nề, kém sắc hơn trước rất nhiều. Cảnh Điềm cũng bị đánh giá là già hơn nhiều so với bạn diễn Trương Vãn Ý. Cả hai vào vai tình nhân, nhưng nhìn như dì cháu, chị em. Trang phục của Cảnh Điềm cũng không được đánh giá cao vì trong quê mùa. Theo Sohu, Cảnh Điềm vốn được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh, bông hoa phú quý chốn nhân gian với nhan sắc sang trọng, kiều diễm. Tuy nhiên, nữ diễn viên từng can thiệp cắt mí mắt và bị di chứng, khiến mắt của cô ngày càng lồi ra, thậm chí Cảnh Điềm còn ví mắt mình như con ếch. Tự Cẩm là phim cổ trang phá án, báo thù, có nội dung hấp dẫn. Nữ chính Khương Tự do Cảnh Điềm đóng, là một đại tuyệt sắc mỹ nhân của Đông Bình Bá Phủ. Kiếp trước, nàng gả cho Phủ An Quốc Công, nhưng chồng nàng không đồng ý với mối hôn sự này, nên đã tự tử cùng người hắn yêu. Cuộc sống của Khương Tự từ đó ngày càng khó khăn, khi chị gái bị nhà chồng trả về vì danh dự bị hủy hoại, anh trai bị giết chết, cha cũng qua đời. Sau này, Khương Tự tình cờ quen với thất hoàng tử Dư Thất và nảy sinh tình cảm, nhưng nàng lại bị những âm mưu tranh giành ngôi vị hại chết. Sống lại một đời, Khương Tự thề sẽ bảo vệ gia đình, tránh xa hoàng thất, nhưng mối nghiệp duyên của nàng và thất hoàng tử không dễ xóa bỏ. Việc Cảnh Điềm phải đóng cặp với đàn em kém nhiều tuổi và kém tiếng tăm như Trương Vãn Ý thể hiện địa vị của cô ngày càng kém trong giới giải trí Hoa ngữ. Trước đó, Cảnh Điềm tham gia hai phim cổ trang là Lạc Du Nguyên và Trước Chức Phong Lưu, nhưng đều có thành tích bết bát. Mới đây, cô còn tham gia phim cổ trang Tứ Hải Trọng Minh cùng đàn em Trương Lăng Hách kém 9 tuổi. Sohu chia sẻ thêm, thời gian qua Cảnh Điềm liên tục gặp khó khăn trong sự nghiệp. Tháng 6 năm 2022, nữ diễn viên bị cấm nhận quảng cáo trong 3 năm vì đã vi phạm luật quảng cáo, giới thiệu một sản phẩm kém chất lượng tới công chúng. Hình phạt này ảnh hưởng tới thu nhập và hình tượng của Cảnh Điềm. Đến tháng 4, nữ diễn viên lại gặp rắc rối khi bị bạn trai cũ là nam vận động viên Trương Kế Khoa tự ý phát tán hình ảnh nhạy cảm. Cảnh Điềm trở thành bạn gái của Trương Kế Khoa năm 2018, nhưng mối tình này chỉ kéo dài trong hơn một năm. Năm 2020, Trương Kế Khoa gán nợ 3 video và một bức ảnh nóng của bạn gái cũ để vay 727.000 đô la Mỹ đánh bạc. Đến năm 2021, chủ nợ gặp Cảnh Điềm để uy hiếp, yêu cầu cô trả nợ thay Trương Kế Khoa. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã kiện người này ra tòa để bảo vệ danh dự. Dù là nạn nhân, việc Cảnh Điềm có clip nóng với bạn trai cũ cũng khiến danh tiếng của Cảnh Điềm bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.